Sao thế con yêu? Không không, mẹ ơi, bây giờ con không phải con yêu. Bây giờ con là bác sĩ. Để con kiểm tra cho mẹ nhé. Được thôi bác sĩ Mimi. Mẹ của con ơi. Bác sĩ đây ư? Mẹ thế ôm sao? Vâng, tôi đang mệt. Bác sĩ khám ngay. Nhất trí luôn. Muốn biết con sốt cao hay không? Đo nhiệt độ. Mẹ bị sốt rồi. Đây là miếng dán hạ sốt. Mẹ của con ơi. Bác sĩ đây ư? Mẹ thế ôm sao? Vâng, tôi đang mệt. Bác sĩ khám ngay. Nhất trí luôn. Hay ha miệng. À à à. Mẹ cần uống thật nhiều nước. Mẹ của con ơi. Bác sĩ đây ư? Có thể ôm không? Vâng, tôi đang mệt. Nhất trí luôn. Bác sĩ khám cho tim đây. Ha ha ha. Hãy uống viên thuốc cầu vồng này rồi mẹ sẽ ổn thôi. Kìa kìa ba ơi. Sao thế con? Ba thế ôm sao? Không con yêu à. Rất khó tin. Ba hơi mệt. Muốn biết con sốt cao hay không? Ốm rồi. Này này, ba ơi. Sao thế con? Ba thế ôm ư? Không còn yêu à. Rất khó tin. Ba ốm rồi. Hãy ha miệng. À à à. Ba cần phải uống thuốc. Được rồi. Này này, ba ơi. Sao thế con? Ba nghe rồi. Bác sĩ giúp ngay đây. Nhất trí ngay. Bác sĩ Mimi thương ba nhiều. Mèo. Ồ, lại đi học nào con. Con chẳng muốn đi học. Nào nào, con yêu. Vâng, con. Con thấy ôm sao? Dạ, vâng ạ. Kiểm tra nhiệt độ. Dạ, vâng ạ. Không sao đâu. Con nằm nghỉ một chút, rồi đi học nhá. Con nên nghỉ học đi. Con ăn cháo nhá. Hả? Kìa kìa ba ơi. Sao thế con? Con muốn ăn pizza. Không được bé ơi. Con muốn ăn burger. Không được đâu. Đồ ăn tốt đây. Vâng ạ thưa ba. Con ngủ đi nhá. Thêm đi. Dạ vâng ạ. Con nghỉ ngơi thêm đi nhá. Kìa kìa ba ơi. Sao thế con? Con thấy tốt hơn. Con chắc chứ con yêu. Con không ôm đâu. Ồ con yêu. Con nói rồi sao? Con xin lỗi ba. Vậy con hãy chuẩn bị để đi học thôi nào. Chào cô giáo. Bọn trẻ sẽ đi dã ngoại hôm nay sao? Tôi rất tiếc. Tôi nghĩ là Mimi không thể tham gia hôm nay vì bạn ấy bị ốm. Mèo.
Các bé có biết câu chuyện cậu bé chăn cừu nói dối không? Con sói đang tới nè. Làm gì có sói? Sói, ở đây có sói. Mình không đi gọi nữa. Sẽ không ai tin một người nói dối đâu. Mọi thứ đã xong rồi. Bánh cá đã xong rồi. Nào, ai muốn ăn trước đây? Con thích bánh cá nhất. Trông ngon tuyệt. Hình như con đã quên việc gì rất quan trọng thì phải. Việc gì ạ? Việc gì ạ? Trước khi ăn, con phải rửa tay đã. Rửa tay ạ? Chị đói lắm rồi. Hay là chúng ta cứ ăn đi. Ba không có ở đây. Đi nào. Con làm sao thế? Ba ơi, bụng con đau quá. Đau lắm. Đau nữa. Đừng lo, ba sẽ đưa các con đi bệnh viện ngay. Các cháu, hãy để chú khám cho xem nào. Nhìn tay các cháu này. Các cháu đã không rửa tay có đúng không? Không rửa tay sao? Chúng con. Nếu các cháu không rửa tay trước khi ăn, vi khuẩn ở trên tay sẽ chui vào bụng của các cháu. Bọn chúng sẽ phá rối trong bụng của các cháu. Vì vậy các cháu mới bị đau bụng. Chú sẽ chữa khỏi nhanh thôi. Ba ơi,
Chúng con cảm thấy ổn hơn rồi. Thật tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Giờ chú sẽ chỉ cho các cháu cách rửa tay cho đúng nhé. Rửa tay, hãy rửa tay. Nhớ xoa đôi tay thật kỹ nhé với xà phòng thơm. Đôi tay bé xinh ta xoa xoa đều. Chúng ta mau rửa sạch nhé, thế là xong. Mẹ ơi, mẹ xem tay con này, giờ đã sạch quả rồi. Quả bác sạch nữa. Wow, đúng là rất sạch. Mimi, Timmy. Mẹ về rồi. Hãy xem mẹ mang gì về cho các con này. Mèo. Ngoại trừ trước khi ăn, bạn có biết chúng ta còn phải rửa tay vào những lúc nào nữa không? Sau khi đi ra ngoài về, sau khi hát xì hơi, và sau khi đi vệ sinh nữa. Các bạn đừng quên rửa tay nhé. Hôm nay các bạn đã rửa tay chưa? Dạ rồi ạ. Con quái vật mở cái miệng to của nó. Và cuối cùng, con quái vật đáng sợ lấy hết đi. Sau đó hết chuyện rồi. Kẹo dẻo đã xong rồi đây. Để mẹ đi lấy đĩa. Mẹ ơi, để con giúp mẹ. Lửa sắp tàn rồi. Bà sẽ đi lấy thêm củi. Timmy, có chuyện gì vậy? Ba về rồi ba ơi, người ba yêu quý ơi. Ba nhìn xem, con đang rất sợ. Ba nghe mà xem, nhìn rồi ba nói xem. Hình như quái thú thật đang gần. Ôi này con yêu ơi, đừng sợ, đã có ba đây. Con làm sao, con sợ chi vậy? Có ba ở đây, nào xem con thấy chi? Đó là một con cú.
bên cạnh và em sẽ không sợ gì nữa. Vâng, em sẽ không sợ nữa. Muộn rồi đấy các con, đến giờ đi ngủ rồi. Nếu như bạn sợ bóng tối, hãy nghĩ đến những chuyện vui vẻ và thú vị. Bạn có thể nhìn thấy các ngôi sao lấp lánh, hoặc chơi với những cái bóng nữa. Mình không còn sợ nữa. Kem đây, kem ngon đây. Nào mời con yêu, con thích món kem gì? Kem ngon, con xem nào. Chọn kem dâu tây, thêm chút kẹo. Thơm ngon lắm này, kem mát lạnh. Của con đây, trả tiền nào. Con yêu, con thích món kem gì? Kem ngon, con xem nào. Việt quất thơm ngon, cho thêm sô-cô-la. Thật thơm ngon lắm này, kem mát lạnh. Của con đây, trả tiền nào. Con muốn quẹt thẻ được không ạ? Ồ, tất nhiên rồi. Con cũng muốn bán kem nữa. Ồ, được chứ. Chọn kem vani, thêm chút kẹo. Thơm ngon lắm này, kem mát lạnh. Của mẹ đây, hãy nhớ trả tiền nhé. Cảm ơn con yêu. Kem đây, kem ngon tuyệt đây. Nào mời ba thân yêu, ba thích món kem gì? Kem ngon, ba xem nào. Hãy lấy cho ba kem mát lạnh. Thơm ngon lắm này, kem thập cẩm. Của ba đây, hãy nhớ trả tiền nhé. Cảm ơn các con. Khi bạn đi siêu thị và cần sự giúp đỡ. Hãy lịch sự nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên. Chú ơi, chú giúp cháu lấy cái bánh trên kia được không ạ? Hãy nói một cách lịch sự và lễ phép. Và đừng quên nói lời cảm ơn nữa nhé. Bạn cũng có thể làm được. Aha, beep beep tu tut, beep beep, beep beep tu tut, click click. Beep beep, robot bán kem đây. Hả? Wow, là ba kìa, ba thật ngầu. Beep beep tu tut, click click. Beep beep tu tut, chọn một vị kem. Đợi đã, Mimi. Bạn cần một đồng xu. Bạn chỉ có thể mua một que kem. Được ạ. Bip bip tut tut, click click. Bip bip tut tut, chọn một vị kem. Con thích kem vị vani. Robot làm kem nào? Bip bip bip. Vì kem ngon tuyệt, yum yum yum. Robot bán kem, bip bip bip.
cho thêm nhiều kẹo lên. Yummy yummy, kem vani của bạn đây, thích không nào? Kem ngon mát lạnh, yummy yummy yummy. Kem ngon mát lạnh, yummy yummy yummy. Đừng ăn nhiều kem nhé, chỉ được ăn một que thôi. Nhưng con muốn ăn thêm cô. Chỉ một que nữa thôi. Chỉ một que nữa thôi nhá. Kem ngon mát lạnh, yummy yummy yummy. Bip bip tụt tụt, click click. Bip bip tụt tụt, chọn một vị kem. Robot làm kem nào? Bip bip bip. Vị kem ngon tuyệt, yum yum yum. Robot bán kem, bip bip bip. Chúng ta làm kem, yummy yummy. Chiếc kem cơ vòng đây, thích chưa này? Ba có thể ăn một chút kem của con. Kem thật ngon này, bip bip bip. Mình hay ăn nào, yummy yummy. Kem ngon rất thơm, bip bip bip. Kem thật ngon này, bip bip bip. Mình hay ăn nào, yummy yummy. Kem ngon rất thơm, bip bip bip. Chúng ta cùng ăn yummy yummy. Ăn hết kem rồi đây, yummy yummy. Ôi nào bụng ghê. Chắc hai bà con đã bị đau bụng rồi. Các bé, đừng ăn quá nhiều kem nhé. Con sẽ không bao giờ ăn nhiều kem như vậy nữa. Đúng vậy, chúng ta chỉ được ăn một que thôi. Mèo. Tại sao ăn quá nhiều kem một lúc lại không tốt? Kem có thể chứa nhiều thành phần calo cao như đường và kem. Vì vậy, nếu bạn ăn quá nhiều kem, nó có thể gây kích ứng dạ dày của bạn và khiến bạn bị đau bụng. Ngoài ra, đường và kem có trong kem sẽ khiến bạn bị tăng cân. Và điều đó không tốt cho sức khỏe của bạn. Chỉ được ăn một chút kem thôi. Ở đây có các bậc thang tự di chuyển đấy. Đoán xem nó là gì nào? Các bậc thang tự di chuyển ạ? Con biết. Đó là thang cuốn. Con giỏi quá. Thang cuốn, thang cuốn. Cùng đi thang cuốn nào. Vâng ạ. Thật là dài giữa lối trung tâm. Thang cuốn thật bận rộn, đi xuống đi lên. Giữ lấy mẹ thật chặt và đứng vững nghe con. Hãy đứng đúng chỗ an toàn nào. Không được nhảy, không được chạy. Khi đi thang cuốn hãy cẩn thận. Thang cuốn thật là dài ở giữa lối trung tâm. Thang cuốn thật bận rộn, đi xuống đi lên. Giữ lấy mẹ thật chặt và đứng vững nghe con. Hãy đứng đúng chỗ an toàn nào. Không được nhảy, không được chạy. Khi đi thang cuốn hãy cẩn thận. Mẹ ơi, con thích đồ chơi. Thang cuốn thật là dài ở giữa lối trung tâm. Thang cuốn thật bận rộn, đi xuống đi lên. Giữ lấy mẹ thật chặt và đứng vững nghe con. Hãy đứng đúng chỗ an toàn nào. Không được nhảy, không được chạy. Khi đi thang cuốn hãy cẩn thận. Mèo.
Chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra các quy tắc an toàn trên thang cuốn nhé. Luôn nắm tay ba mẹ. Đã xong. Luôn để chân bên trong vạch kẻ vàng. Đã xong. Không được leo trèo lên tay vịn thang cuốn. Hãy đứng thẳng và nắm chặt tay vào tay vịn. Wow. Ba ơi, nhìn kìa. Đã xong. Hãy giữ an toàn khi đi thang cuốn. Bạn cũng làm được, phải không? Yay, đi chơi thôi. Con thích ghế an toàn chút nào. Mình cần ngồi vào ghế an toàn khi đi xe con yêu à. Mình cần ngồi vào ghế an toàn, không sao đâu mà con yêu ơi. Đâu con yêu. Mẹ ơi, con muốn tháo dây này để chơi. Con không muốn ngồi trên ghế an toàn đâu. Mẹ giúp con đi mà. Bình tĩnh nào con yêu. Mình cần ngồi vào ghế an toàn khi đi xe con yêu à. Mình cùng chơi với Dino nào. Wow, khủng long Dino. Ngồi trên ghế an toàn thật vui con ơi. Brum, 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 brum. Chúng ta chuẩn bị rẽ nhá. Brum, 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 brum. Hãy ngồi ngoan trên chiếc ghế an toàn. Tăng con đã nhớ rồi mẹ à. Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn tháo dây an toàn ạ. Con muốn ra ngoài vui chơi, con không thích ghế này chút nào. Mẹ giúp con đi mà. Trên ghế an toàn thật vui con ơi. Brum, 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 brum. Đoạn đường gập ghềnh. Brum, 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 brum. Hãy ngồi ngoan trên chiếc ghế an toàn. Vâng, con đã nhớ rồi mẹ à. Mẹ ơi, con muốn tháo dây này ra được không? Con muốn chơi. Con không muốn ngồi trong ghế này đâu. Mẹ giúp con đi mà. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Mình cần ngồi vào ghế an toàn khi đi xe con yêu à. Nào cùng ca hát với mẹ. Hát ạ? Cẩn thận. Ôi không. Mình cần ngồi vào ghế an toàn khi đi xe con yêu à. Mình cần ngồi vào ghế an toàn, không sao đâu mà con yêu ơi. Mèo. Ngồi trên ghế an toàn sẽ giúp bạn luôn được bảo vệ. Wow, đăng ạ. Bạn sẽ thấy rất vui khi đi trên xe. Con có thể giả vờ làm nhà vua. Ta là nhà vua, mọi người hãy nghe đây. Bạn còn có thể hát nữa. Tuyệt lắm. Và bạn cũng có thể ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Wow, kia là một chiếc xe cứu hỏa. Chúng ta đã tới nơi an toàn. Wow. Yay. Bà có quà cho các cháu đây. Wow. Cháu cảm ơn bà. Các con, đến giờ phải đi rồi. Vâng ạ. Chào các cháu. Ôi không, chờ bà đã. Có chuyện gì vậy, thưa bà? Các cháu tôi để quên mất quà. Tôi sẽ giúp bà. Cảm ơn cô nhé. Xe cảnh sát, đi nào, đi nào. Mau đi thôi, tăng tốc nhanh nào,
chạy. Ung dung ta đi không sợ hãi chi. Ôi xem kia là gì? Có chú kiều một mình đi giữa đường. Đội đã. Mắt rất tròn lòng trắng tình. Đội đã. Có chú kiều một mình. Ê! Đi giữa đường. Cho các bạn cầm lấy này, tiến lên ta đi nào. Ờ, hộp quà ở đâu nhỉ? Ồ, còn hãy tìm xung quanh xem. Ta mau đi thôi, tăng tốc nhanh nào, mau lên đi, lăn bánh chạy. Ung dung ta đi không sợ hãi chi. Ôi xem kia là gì? Phía trước mặt ba chướng ngại. Nhảy nào, chung chính là ba hố đen. Nhảy nào, tránh lối này ta đi tiếp nào. Nhảy nào, lái xe ta lên đường. Ờ, con không tìm thấy hộp quà. Có lẽ chúng ta đã để quên nó. Ta nhanh đi thôi, tăng tốc nhanh nào, mau lên đi, lăn bánh chạy. Ung dung ta đi không sợ hãi chi. Đây là món quà từ bà các bạn. Ơ, quà của bà. Cảm ơn xe cảnh sát. Không có gì, đó là việc mà tôi phải làm. Mèo. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về xe cảnh sát nhé. Trên nóc xe có đèn nhấp nháy màu xanh và đỏ. Và có còi báo hiệu. Nó tạo ra âm thanh rất lớn. Khi đèn nhấp nháy và còi báo hiệu được bật lên, có nghĩa là xe cảnh sát đang trên đường làm nhiệm vụ bảo vệ chúng ta. Cảm ơn nhé, xe cảnh sát. Xin chào tài xế. Xin chào ngài. Hãy lái xe cẩn thận nha. Ta cài dây bảo vệ vào ngay. Lái xe an toàn bạn ơi. Lên xe mình đi ngay nào. Ba 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 ru ba ra. Ba 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 ru ba ra. Đèn đỏ kia dừng lại tài xế ơi. Ôi không cần dừng ngay lại rất nguy hiểm. Mình phải chú ý hơn. Cẩn thận, tập trung lái xe. Thật vui đi tiếp thôi nào. Xin chào, xin chào, xin chào người đi xe. Xin chào, xin chào, xin chào. An toàn là trên hết. Nào con yêu hãy đội mũ. Cẩn thận, nhìn đường đi nhé con. Ôi không, ôi không cần dừng ngay lại rất nguy hiểm. Mình phải luôn chú ý hơn. Dạ vâng, con nhớ rồi. Cẩn thận khi mình đi xe đạp. Xin chào tài xế. Xin chào cô gái nhỏ. Lái xe an toàn bạn
hãy kiểm tra độ an toàn của chúng ta khi đi trên các phương tiện đi lại. Khi bạn đi xe đạp, hãy nhớ đeo đồ bảo hộ. Đã xong. Khi bạn đi xe buýt, hãy nhớ cài dây an toàn. Đã xong. Khi bạn đi thuyền. Đã xong. Đi thôi.